Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải Thì nội dung trong video này mình sẽ cập nhật thông tin về dự án trên nha các bạn Thì cái dự án trên này mình giới thiệu cho các bạn rất là lâu rồi các bạn à. à thì hôm nay nó có một cái cập nhật thông báo mới trên trang Twitter của nó nha các bạn Thì uh, thông báo có nội dung như sau Đó là cập nhật thú vị chúng tôi đã định hình lại cách tiếp cận của mình Và giảm mục tiêu người dùng từ 2 triệu xuống còn 500 nghìn Hãy sẵn sàng cho việc ra mắt đó là mạng nhanh chóng và tinh tế và phía bên dưới nó có một cái trả lời bình luận này các bạn nè đó là bạn sẽ nhận được bản cập nhật trong vài ngày nữa nha các bạn thì các bạn vào cái app khai thác đó, đó, là đốt Trên nha thì lúc trước cái điều kiện của nó là tới nè các bạn nè đó là nó sẽ đạt 2,5 triệu người nha 2,5 triệu người thì nó sẽ mở màn chính nha các bạn nhưng mà hiện tại nó đã đạt tới 210.000 210.000 tài khoản thôi các bạn cho nên bây giờ nó hạ cái điều kiện xuống chỉ còn đó là 500.000 thôi các bạn thì hiện tại 210 là nó đi gần được một nửa rồi nè à, còn khoảng còn khoảng hai trăm mấy nữa hai trăm mấy nghìn người còn nữa nha các bạn còn khổ một chúng ta cho một nửa đường nữa đây còn khổ một nửa nữa là nó sẽ mở mèn mở nha các bạn cho nên cái thằng này nó không có thời gian là uh, khi nào mở mèn mở nhưng mà khi mà nó đủ cái số lượng tài khoản năm trăm nghìn là nó sẽ cho mở mèn mở nha cho nên hiện tại các bạn tranh thủ khai thác nó càng sớm càng tốt nha các bạn thì hiện tại số người khai thác nó còn ít cho nên tốc độ khai thác nó khá là cao nha các bạn và cái thằng này mình giới thiệu khá là lâu rồi, nhiều người cũng bỏ hết rồi các bạn Đây là các bạn là cái tim này tức là đội đội của mình à, mình giới thiệu 574 người và hiện tại chỉ còn có 110 người đang khai thác thôi các bạn. Và hiện tại à, các bạn vào trang Twitter của nó nè, các bạn có thể thấy. Đây là cái dự án của nó là nó đăng khổ 14 giờ trước nha các bạn. Nhưng mà tới ngày nhưng mà lúc trước là ngày 27 tháng 8 nó đăng nhưng mà hiện tại nó đang có một bước kiểu như là thay đổi nha các bạn, thay đổi lộ trình nè để cho cái quá trình may diễn ra sớm hơn nha các bạn đấy thì đây là một thông tin khá là vui đó các bạn thì khai thác cái thằng trên này cũng giống như những thằng khác thôi các bạn cứ sau 24 giờ chúng ta vào bấm khai thác một lần nha thì các bạn bấm vào cái nút khai thác ở đây nè cái nút mining nè các bạn bấm vào thì các bạn bấm vào ngay chỗ này nè nó sẽ hiện ra quảng cáo các bạn sẽ quảng cáo xong là nó sẽ khai thác nha các bạn rồi tiếp theo đó là ở giao diện trang chủ như thế này thì các bạn có thể đi mời bạn về nha các bạn các bạn có thể bấm vào cái phần đây nè cái phần giống motor nè các bạn bấm vào thì ở đây nó có cái đường link nè đây nè các bạn bấm vào chữ này nha đấy rồi các bạn có thể copy cái đường link này để đi mời bạn bè để tăng tốc độ khai thác nha các bạn rồi thì ở trong đốt trên nó có hai cái đó là điểm nha các bạn đây là cái điểm đốt trên nè là mình không nói rồi nè đây là cái cái đồng coi chính của cái app nha còn bên đây nó có cái đồng đó là cái đồng mà a nè các bạn nè thì các bạn có thể chơi game nha các bạn bấm vào chỗ uh, lay nè Các bạn bấm vào đây Để mà các bạn có thể nhận được cái cái, cái đồng uh, Đó là A này nha các bạn Thì các bạn chơi game để các bạn nhận được cái đồng A này Thì các bạn có thể sử dụng cái đồng A này Để sau này chúng ta có thể di chuyển cái đồng chain uh, này nè uh, Sang uh, mainnet nha các bạn Thì các bạn kiếm được uh, Kiểu như các bạn kiếm được càng nhiều cái đồng này Thì uh, cái tỷ lệ mở khóa của cái đồng này Nó càng cao nha các bạn Cho nên chúng ta rảnh Thì chúng ta có thể chơi uh, game nè Để mà nhận thêm cái đồng uh, A này nha các bạn rồi các bạn có thể bấm vào cái phần uh, rồi z nè để mà các bạn có thể đọc uh, sách trắng của nó nè rồi uh, những câu hỏi thường gặp nha các bạn thì các bạn có thể vào đây để mà khám phá thêm nha rồi các bạn uh, xem thông tin cá nhân thì các bạn bấm vào cái phần trang cá nhân của các bạn nè rồi tại phần uh, thông tin cá nhân thì các bạn có thể up lên ảnh đại diện nè rồi mail nè đây là cái mã code của các bạn để mời bạn bè nha rồi, đây là đồng đội của các bạn nè rồi đây là cũng là cái đường link để mà các bạn có thể đi mời bà, bạn bè nha ấy hiện tại thằng này nó chỉ vậy thôi các bạn và cái cái số người dùng của nó là 200 uh, uh, đó là 10.000 người nha. Uh, nó tới 500.000 là nó sẽ cho mở đó là mạng chính nha các bạn. Cho nên hiện tại chúng ta tranh thủ khai thác nhau và cái đường link đó mình sẽ để bên dưới phòng bình luận nha. Bạn nào uh, chưa đăng ký khai thác thì các bạn có thể click vào để mà đăng ký khai thác vào video hướng dẫn á, mình cũng sẽ để bên dưới phòng bình luận nha các bạn. Video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.